Welcome back. Thank you.
Không, nó dầu nó
trình mình thấy cho nó tệ quá chưa? Chú cầm mỡ bắp cầm ba. Hai mình nhảy đi. Bây giờ mình đi làm cái bệnh viện hả? Cái bệnh viện
mùa tối nên nâng cao quan điểm. Ấy giờ nhìn thấy chưa, thấy tèo quá chưa? Trứng cầm mỡ bắp cầm bơ. Hình để gì? Để gì? Hả? Thấy không? Anh chọn đi rồi. Anh chọn đi rồi. Bùm. Hiểu cái gì hết, chỉ làm cái gì làm cái gì mua, có biết gì sẽ cho
nhìn mình thấy chưa, nó tèo quá chưa. Mà thật sự ra nói vậy đó là lúc mà lúc mà dạ. Chú cầm mỡ, bắp cầm bá. Thôi đừng để đi. Để ngoài nó chín nó rồi luôn nè. Bây giờ mình đi làm cái bệnh viện hả? Cái bệnh viện
con kiểu gì đó. Ấy nhìn thấy chưa, nó đẹp quá chưa? Chúng cầm mỡ, bắp cầm bơ. Thôi đừng để gì để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi. Ủa sao nha. Anh ủi hơi tốt. Bầu anh ủi hơi tốt luôn bà bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết. Chị ghê. Đây có ai bầu đâu biết. Vậy mồm đi. Thank you.
cao con kiểu gì đó. Ấy nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa? Chúng cầm mỡ bắp cầm ba. Thôi đừng để gì. Để ngoài nó chín rồi luôn nè. Thank you.
con kiểu gì đó. Ấy nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa? Chúng cầm mỡ, bắp cầm bơ. Hai đừng nhảy đi. Nhảy đi. Thank you.
con kiểu gì đó. Ấy nhìn thấy chưa, nó tèo hết chưa? Thank you.
tao con kiểu gì. Ấy nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa. Chúng cầm mỡ, bắp cầm ba. Thôi để gì? Để gì? Hả? Đi không? Hãy cho chị đồ. Để ngoài nó chín rồi luôn nè. Thank you.
nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa? Chúng cầm mỡ bắp cầm ba. Thôi đừng để gì. Bây giờ mình đi làm cái bệnh viện hả? Cái bệnh viện
cao con kiểu gì ấy chưa, nhìn thấy chưa, thấy tèo quá chưa. Có xéo là khó được.
Để ở ngoài nó tẹp lại.
nhiều cái gì hết. Lên nhé chứ đây nó đang phải chức nghệ tin đã bỏ cuộc.
Để ngoài nó chín nó rồi luôn nè. Yeah.
Ừ. À,
qua xin lỗi về cho bà cố mà để không bỏ chỗ để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng của ông mẹ ra nắng thì nó tát vào người đó
không quan trọng, nay gì nó lạ về bình thường thì nó đẹp cái. Sao bị thâm ở đây nè, đã biết chuyện đến cứ bắt buộc cho nên dễ thâm không? Cứ đập vào đâu cái lại làm vết bầm vậy, sắp xe đó, làm tí. Không ông vừa lại cứ chiều nè, bình thường nó cũng đẹp cái, chắc kiểu đẹp cái, hôm nay gì nó lạ về nó hay lắm. Mặt thì trả son mới, khách ra mặt trả son nhớ phấn thì đang chờ mặt ra đi nữa không? Không cần ra lượng. Tụi để ngoài nó chín rồi luôn nè. Cái gì? Ủi. Ủi sao nha. Cả một buổi gì hết. Anh ngửi hơi tốt. Bầu anh ngửi hơi tốt luôn ba bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết. Chị á. Đây có ai bầu đâu biết. Vậy mùi. Mình nữa mà. Chị đã chạy chín vào một quận nha. Chọn nó rác màu khác đi ra. Thì
quên là mình quên luôn. Tiếp mất công đi về nắng vậy. Từ này người anh lên xì đi. Mà ốc cũng tay nhiều cũng khổ. Da chị mi da giống em mới chứ. Da chị không đen đâu. Lúc nào nó trắng trắng hồng đi. Có thảm lại. Mà da mình nhá không gì đó, da mình nó nhầm lên nhanh nữa quá. Làm cái nhà hàng tức là thường ông ấy làm quản lý, không lấy chưa. Lúc mà mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng của ông mẹ ra. Nắng thì nó tát vào người đó. Sao quan trọng hôm nay nhìn nó lạ về bình thường thì chắc đẹp gái. Sao mình thâm vào đây nè. Đã biết chừng đèn thư tóc rồi cho nên dễ thâm không? Cứ đập vào đâu cái lại làm vết thầm vậy. Sắp xe đó. Làm tí. Không phải ông Cường cũng lại cứ chìm nè, bình thường nó cũng đẹp gái, trắng trẻo đẹp gái. Hôm nay nhìn nó lạ vì nó hay lắm. Mặt thì trả son mới khách ra, mặt trả son nhỏ phấn thì đang chơ mặt ra đi nữa không? Không ra ra lượng. Để không bỏ chỗ để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi anh ủi hơi tốt bầu, anh ủi hơi tốt luôn. Ba bầu ở đây có ai bầu đâu biết chị ấy. Đây có ai bầu đâu biết. Bảy mồm đi xe ra ngoài nó bắn mà lấy con này.
lên lên chỗ gác ngọt hắt đi ra đi đã rồi đi đã em gác à em tự đi uống thôi để đẩy rồi mà làm gì cũng mày vậy đó đi mình chứng mình gặp mình đã đẻ rồi gặp cái con quay nằm miễn quay luôn mất con đi trời nắng mẹ từ này người anh lên xì đi mà ốc cũng tay nhiều cũng khổ da chị mi da giống em ấy chứ da chị không đen đâu lúc nào nó trắng hồng đi nó hãm lại mình nhá không gì đó đường đường làm ở nhà nữa quá làm cửa nhà hàng tức là thường ông đó là quản lý không biết gì lúc mà mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng của ông mẹ ra nắng thì nó tát vào người đó xong hôm nay gì nó lạ về bình thường thì nó đẹp cái sao mình thâm vào đây nè đã biết trường đẹp thì tóc rồi cho nên dễ thâm mà cứ đập vào đâu cái lại làm vết thâm vậy sắp xe đó làm tí xong rồi ông cường cũng lại cứ chiều nè bình thường nó cũng đẹp gái chắc kiểu đẹp gái hôm nay gì nó lạ về nó hay lắm mặt thì trả son mới khách ra mặt trả son nhớ phấn thì đang chơ mặt ra đi được không trong cái ra lượng
cơm mỡ, bắp cơm bơ. Thôi để gì? Để gì? Hả? Thấy không? Phải chuẩn bị rồi. Để ngoài nó chín nó rồi luôn nè. Ủi. Ủa sao nha. Anh ngửi hơi tốt. Bầu anh ngửi hơi tốt luôn ba bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết. Chị á. Đây có ai bầu đâu biết. Vậy mồm đi. Thank you.
cao con biển. Ấy nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa? Chú cầm mỡ bắp cầm ba. Thôi đừng để đi. Để gì? Hả? À, đi đâu? Anh chọn đi rồi. Hồng đi có hãm lại mà da thì nhá không gì đó da đường làm nhanh nữa quá làm cái nhà hàng tức là thường ông ấy là quản lý không biết được lúc mà mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng của ông mẹ ra nắng thì nó tát vào người đó không có thể hôm nay nhìn nó lạ về bình thường thì nó đẹp cái sao bị thâm vào đây nè đã biết được đến thứ tóc rồi cho nên dễ thâm không cứ đập vào đâu cái lại làm vết thâm vậy tắt xe đó làm tí xong rồi ông vừa cũng lại cứ chiều nè nó cũng đẹp gái chắc kiểu đẹp gái hôm nay nhìn nó lạ vậy nó hay lắm mặt thì trả son mới khách ra mặt trả son nhớ phấn thì đang dơ mặt ra đi nữa không trong cái ra liệu cho bà cố mà để con bỏ tủ để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi. Ủi sao nha. Anh ngửi hơi tốt. Bầu anh ngửi hơi tốt luôn bà bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết. Chị á. Đây có ai bầu đâu biết. Bị mù đi. Thích là luộc đi đúng không? Đá, 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 đá.
con kiểu gì đó. Ấy giờ nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa? Chúng cầm mỡ, bắp cầm ba. Thôi đừng để gì Thank you.
cao con biển. Thank you.
chân vật. Trứng cầm mỡ, bắp cầm bơ. Thôi để đi.
con kiểu gì. Ấy nhìn mình thấy chưa, nó tèo quá chưa. Chú cầm mỡ bắp cầm ba. Thôi đừng để gì. Để gì? Hả? À, đi đâu? Ai cũng chọn bây giờ. Ai cũng chọn bây giờ. Bùm. Thank you.
cao con kiểu gì. Ấy giờ nhìn thấy chưa, thấy tèo quá chưa? Thank you.
không?